Linh Kiện sẽ bay test con Zip Lifeway cho anh Khánh nhá. Thì con GPS này, con Zip Lifeway của anh Khánh có hiện tượng là không có GPS. Bên em đã thay cho anh một cái GPS mới. Và đồng thời thay luôn cho anh cái nắp vỏ trên. Cái nắp vỏ trên của anh nó bị sức nhẹ thôi, nhưng mà bên em đã thay luôn cho anh một cái vỏ khác rồi. Và bay thử luôn thấy không? Đây. Con này của anh thì em con này là của anh là em mới nhận được trưa nay, và các sếp nói là phải xử lý luôn con này cho anh trong ngày luôn, nên là vừa với kiểm tra sửa chữa này cho anh xong thì bọn em đi bay test luôn. Đây GPS là cho anh mượn nhỉ. Đây nha, có lẽ là đây sẽ là chỉ là clip thôi, còn nếu anh muốn trải nghiệm thực tế và bên em hướng dẫn bay thì có lẽ là anh sẽ phải qua trực tiếp bên đây em dẫn anh đi bay test. Setup lại vị trí return to home cho anh. Chẳng bay đã kêu rồi bạn. Cho anh mượn người không? Cầm quay cho anh. Setup lại return to home giống như Dream đúng không? Giờ bay lên 30 mét. Bay em đi không? 60%. Ok đủ. Nữa đi. Sang phải một tí nào. Ui con này lao nhanh quá. Con này quay đầu hơi chậm nên là em phải xuống điện ngang. Quay thẳng ở chỗ anh Nhật. Nó chưa vướng được mở, chưa cao quá mấy tòa nhà đâu, cao nữa lên. Thật ra cứ mạnh dạn lên. Em nhấc cái tay trái lên cho anh xem nào. Gạt nhấc tay trái bỏ tay ra, gạt thẳng cần về phía trước. Hiểu, ok, đi tân đúng không? Để đây nào. Cho anh xem điều khiển nào. Nhấc cao lên. Ok, ngắt GPS đi, ngắt. Điều khiển xuống. Con này ok nhá.